Dạ, cô chú thương mến, hiện tại Hùng đang đi trên con đường Lê Hồng Phong của khu biển Dốc Lết, Ninh Hòa, Khánh Hòa. Từ đây mà ra biển của mình thì tầm khoảng 300-400 mét thôi, cho 500 mét luôn á. Thì bây giờ Hùng đang đi trên con đường này và Hùng muốn dẫn cô chú anh chị đi với Hùng. Con đường này mai mốt còn mở rộng ra một xíu nữa. Hôm nay chúng ta sẽ đi coi một lô đất biển Dốc Lết, gần biển Dốc Lết chứ, gần 1.000 mấy các cô chú à. Đây là nó chưa có ra biển nhưng mà nó gần biển. Từ đây mà đi ra biển thì cho 500 đến 800 mét thôi. Thì đây là số nhà khoảng 224 đường Lê Hồng Phong. Thì cụ thể như thế nào thì Hùng sẽ dẫn cô chú đi vào bên kia. Có anh kia ảnh có cái sản phẩm là lô đất này ảnh còn gửi nhà của ảnh. Đất này đất nhà của ảnh bán. Đây là con đường đây vào con đường này nè, đường này thì nó là đường khoảng 5 mét. Đó, thì hiện tại đang rải đá bi đó, người ta chuẩn bị ta làm đường bê tông. Cô chú nhìn xem. Ở đây giá đất nó cũng rẻ, mình đầu tư được cái cô chú à. Ở đây nó gần biển lắm. Ở đây mai mốt mình là làm nhà vườn rồi sinh thái rồi nghỉ dưỡng. Cô chú ráng từ từ xíu nha, cũng chưa nắm nhiều thông tin lắm nhưng mà giờ cứ đi theo bên kia để mình hỏi han rồi mình biết rồi nó cụ thể nó như thế nào. Đây là khu dân cư, khu du lịch bãi biển Dốc Lết nè. Đây trong vùng dân cư. Chuẩn bị ta rải đá bi đây để làm đường trong dân cư. Nếu mà bay livecam lên trời là chúng ta quay nhìn xung quanh là chúng ta sẽ thấy biển thôi. Hôm nay Hùng đi với mấy ông anh đó ngồi đây. Ông ra ông có đất rồi đây ông coi mình Hùng coi luôn. Mình đi coi là vừa đi coi vừa tìm hiểu luôn. Lô đất nào anh? Lô này nè. Lô đây Từ đây. cái nhà đó, từ cái mặt tường đường đó qua tới mặt tường bên đây. À. Ôm này luôn. Tổng diện tích bao nhiêu mét vậy anh? Tiền là 900 hơn 900 mét vuông. 900 mét à? Hơn 900 mét trong đó thổ cư thì hết đó, 60 mét thổ cư thôi. Có 60 mét thổ cư thôi. Dạ. Đường này là chiều ngang của này nó là bao nhiêu mét anh? Là chiều ngang này hả? Dạ. Ngang lô này của em bao nhiêu vậy? Chiều ngang tầm khoảng 31 32 mét rồi đó cô chú. Thì dạ 60 mét thổ cư. Dạ, ở đây thì đi ra biển tầm 300-400 mét thôi. Đây thì có thể làm nhà vườn đồ quá ok rồi, 900 đúng không? Dạ, hơn 900. Đây cô chú, đây là lô đất hơn 900 mét vuông. Còn giá cả thì Hùng chưa có hỏi, rồi để Hùng hỏi coi thử bao nhiêu nha. Mặt tiền của nó là rộng khoảng 30 mấy mét, đường đây là chuẩn bị làm là đường ô tô đó, đi từ đây mà đi ra biển thì rất là gần. Giá bán bao nhiêu tiền một mét vậy anh? 6 triệu một mét hả? 6 triệu một mét có thương lượng đúng không? Dạ thưa cô chú là 6 triệu một mét có thương lượng ạ. Đó, thì giờ chuẩn bị đường đang làm đây đó, thì cái này mà mình làm nhà vườn thì y luôn á cô chú à. Dạ, nhà vườn mà gần biển đó. Dạ, lô này là ở bên đây nó có con đường nhỏ. Dạ, mai mốt là sẽ làm con đường ngay đây. Đó thì hai thành hai mặt tiền. Đó, nhưng mà trước hết thì mình biết là có một mặt tiền trước cái đã. Rồi tính sau, còn mặt tiền kia không quan trọng. Sau này có làm cũng được và không làm cũng được. Nhưng mà chắc chắn sẽ làm. Đó thì bây giờ Hùng sẽ đưa cô chú mình đi vào bên trong mình xem đất nha. Đó, gần với lại đường Lê Hồng Phong, đường
khu biển Dốc Lết á. Ở đây trồng mấy cây dừa rồi, dễ thương rồi. Mai mốt làm nhà vườn gần biển rồi. Vuông, lô đất này cũng vuông và đẹp lắm cô chú ạ. Đây là ranh giới hàng rào nhà mình. Ngay đoạn đây là có con đường nè. Đường nhưng mà chưa có làm thôi. Bên đây là đường nè. Bán đất. Đây là đất của mình này cô chú. Nhìn là đẹp không? Rất là vuông. 900 mét rồi. Giá 6 triệu một mét. Thì có 60 mét thổ cư. Mình lấy 6 triệu nhân với lại 900 là mình sẽ ra được cái số tiền mà mình sở hữu lô đất đây. Đất chính chủ của cái anh mà mặc áo đen đen nãy anh nói. Người nhà, anh là chủ nhà. Ở đây. Đất rộng. Ở sau đây là ảnh nuôi gà. Cô chú nhìn xem là bên đây là chuồng gà nè. Đó, nuôi gà. Đây, ở trên là đang cho Lycan bay. Đó. Nếu mà bay Lycan lên là trên là mình sẽ thấy được biển á cô chú. Tương lai Hùng ước mơ Hùng cũng có một cái live cam để cho cô chú thấy rõ hơn đất của mình á. Nếu mà cô chú có thích mảnh đất này ủng hộ Hùng với, để Hùng có tiền mua live cam để phục vụ cô chú á. Đây phía trước là mình là trồng dừa với lại trồng mấy cây mía nè cô chú. Nhìn lô đất rất là vuông và đẹp đúng không? Đường thì đường ô tô luôn, không có phải suy nghĩ. Mai mốt mình mở rộng cái cổng ra mình sẽ làm cái đường ô tô vào. Ở trong đây là có nhà nè. Cái nhà này chính là 60 mét thổ cư sao cô chú ạ. Rất là đẹp. Em rất là thích cái lô đất này. Cho vô xem nhà xíu nha. Đó, đứng đây là nhìn thấy biển luôn nè. Dạ dạ. Bay lên cao để em quay cho thấy biển luôn. Xích tới cho em coi em quay. Đây con chú nhìn xuống. Đó, trên hình ảnh live cam là thấy biển luôn đó. Dạ. Từ đây là lô đất mình nè. Dạ. Trên là biển luôn, mặt biển luôn. Dạ. Đã nhìn ra xa xa là mình thấy biển á. Ai dạ. Dạ. Đó, xa xa ra thấy biển á. Không hết luôn. Dạ. Ok. Đó, biển xe xe cô chú ơi. Dạ. Rồi. Đây, ở đây thì dân cư hiền hòa, yên tĩnh. Mà cô chú không phải lo. Dạ. Đây là biển Dốc Lết Ninh Hòa nè cô chú ơi. Cách đường Lê Hồng Phong của mình có chút xíu thôi. Đây lô đất ba cung này. Đó, lô đất này cũng được 6 triệu mình có thể thương lượng đàm phán cái giá. Nó tốt cho con chủ đầu tư và mua để ở hoặc là làm nhà vườn. Quá đẹp. Dạ, đến đây Hùng cảm ơn cô chú đã yêu mến ủng hộ cho Hùng và kênh YouTube Bán Đất Nền Nha Trang. Sau này cô chú mua đất này có xây nhà hoặc là làm đồ gỗ nội thất thì ủng hộ Hùng với nha. Hùng chuyên bán các đồ gỗ nội thất tại công ty nội thất Kiến Hưng Nha Trang á. Thì công ty nội thất Kiến Hưng chuyên thiết kế đồ gỗ nội thất, rồi xong rồi thi công lắp đặt đồ gỗ nội thất cho các nhà hàng, khách sạn, biệt thự, quán cà phê. Đó, thì rất mong được cô chú anh chị yêu mến căn hộ với lại nhà nguyên căn đó. Số điện thoại liên hệ của Hùng là 0967 269 585. Hùng sẽ để tất cả thông tin liên hệ của Hùng bên dưới phần mô tả video này. Cô chú nhớ đăng ký subscribe kênh để theo dõi video mới nhất từ Hùng nhé. Đây là nhà dân cư xung quanh đây.